la la la. Ồ, sao lại thế này chứ? Sao các bạn lại ở đây vậy? Có phải là mẹ tớ đã ném các bạn ra ngoài này không vậy? Tớ luôn biết rằng mẹ không thích các bạn lắm. Các bạn ở đây nhé, sẽ không có ai tìm thấy các bạn nữa đâu. Thậm chí là mình còn không muốn ném bóng nữa. Selena, con đã làm bài tập về nhà chưa đấy? Bài tập về nhà à? Con sẽ không làm bài tập về nhà nữa đâu. Con sẽ không cần cái này nữa. Ồ, con làm sao thế hả? Bởi vì con không muốn ạ. Và con thực sự đang muốn đi dạo. Con chào mẹ ạ. Selena, còn việc tự dọn phòng con thì sao chứ? Sao ạ? Nếu như mẹ cần thì mẹ có thể tự dọn dẹp mà. Các bạn ơi, có chuyện gì đã xảy ra với Selena thế? Giống như thể nó đã bị đánh cháo vậy. Liệu có phải là quái vật búp bê xanh và quái vật búp bê hồng đã làm điều này không nhỉ? Các bạn ơi, nếu các bạn vẫn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký có màu đỏ để đăng ký ngay nhé. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Selena của chúng ta đã gặp phải chuyện gì nhé. Các bạn đã đăng ký rồi chứ? Đi thôi. Tớ không muốn ngồi đây nữa. Ừ, đã đến lúc chúng ta nhìn xung quanh. Không có ai cả. Tớ nghĩ vậy. Ồ, nào, nào đi nào. Ôi, không 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 không. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Giống như là có một cái máy kéo ở đây vậy. Ôi, không 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 không. Ôi, nhìn kìa. Ồ, có vẻ như Selena đã không làm bài tập về nhà. Nhìn đầy căn phòng này thật là lộn xộn quá đi. Ôi, tớ nghĩ rằng chúng ta đã làm quá lên rồi đấy. Tớ chỉ muốn Selena chơi nhiều hơn mà thôi. Nhưng tớ không muốn bạn ấy trở nên lười biếng và luộm thuộm một chút nào cả. Đi theo tớ, tớ đã biết cách yêu cầu Selena làm bài tập về nhà rồi đấy. Thật không? Tại sao chúng ta lại chỉ ngồi đây cơ chứ? Chào cậu, chào cậu. Các bạn đang làm gì ở đây thế? Các bạn cần phải ở trong căn phòng bí mật chứ. Chúng tớ đến để nói với cậu rằng cậu nên trở về nhà và hoàn thành bài tập về nhà đi. Tớ không muốn làm điều đó nữa. Và cậu cũng nên dọn dẹp phòng của mình đi chứ. Ôi trời ơi, không làm gì được rồi. Chúng ta sẽ phải sử dụng kế hoạch B rồi. Thế này chứ, các cậu đã đưa tôi đi đâu vậy? Đây là thành phố của việc làm, nơi cậu có thể làm việc mà không cần phải đi học đấy. Tuyệt quá, tớ sẽ đi tìm một công việc mà tớ thích. Ừ, tớ sẽ làm một nhân viên cứu hộ được không? Các cậu chờ đây nhé, ok? Không có ai ở đây cả. Thật là nhàm chán quá đi. Không, tớ không muốn làm việc này nữa. Không sao đâu, tớ sẽ tìm một công việc khác. Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi một việc làm được không? Selena, cậu đã tìm được một công việc tốt rồi đấy. Ừ, thật là tốt quá. Là một công việc tồi tệ, mình không muốn làm việc ở đây nữa đâu. Selena, cậu quên chúng tớ rồi. Selena, cậu có thích công việc này không? Tớ có thích, nhưng tớ quyết định tớ sẽ làm nghề dọn sạch các bãi cỏ.
ra rồi, mình cần phải trở về học bài thôi. Tôi muốn về nhà làm bài tập. Có lẽ là quái vật búp bê xanh và quái vật búp bê hồng cũng không tệ lắm nhỉ.